Ba ngủ dậy trễ là phải kêu ba dậy. Nhờ một chút cũng không xong nữa. Tại con thấy ba cũng sai quá. Sai sai cái con khỉ. Đồ vô dụng. Tụi ba đi. Mua chưa? Dạ con mới chọn được. Tránh ra. Người mất lịch sự. Không cảm ơn được tiếng nữa. Lấy tiền của ông mua quà mình cũng đáng. Liễu, chờ tôi có lâu không? Tôi xin lỗi nha. Nếu mà thật sự bận á, ông không cần đến cũng được. Thôi xin phép, tôi đi trước. Không, không, Liễu, khoan đi đã. Sở dĩ mà tôi tới trễ đó là tại vì tôi bận lựa quà cho bà nè. Ông mua quà cho tôi à? Ờ. Sao lại mua quà cho tôi? Vì tôi thấy ngày nào bà cũng tặng tôi quà, cho nên tôi nghĩ là mình phải mua tặng lại cho bà. Tôi đâu có tặng quà gì cho ông đâu. Lần nào gặp á, bà cũng cho tôi một giỏ hạnh phúc. Thử hỏi trên đời này á, có cái gì mà lớn lao hơn cái điều đó hả Liễu? Đúng là muốn giận ông mà giận cũng không được nữa. Thôi giờ uống nước nha, tôi đi kêu nước. Bà cứ từ từ mở ra coi. Sao lại tặng cái này chứ? Mà nhìn cũng đẹp thiệt đó. Kêu nước rồi. Sao? Bà thấy quà của tôi chọn thế nào? Tôi thích lắm. Sai ông chọn cho tôi á, chắc là vừa rồi. Sai à? Vậy chắc là áo rồi. Chà, tôi nghĩ nếu mà cái này mà bà mặc vào cho tôi xem thì hết sức là tuyệt trần. Tôi cứ mong là được một lần nhìn thấy Liễu mặc nó, chỉ một lần thôi. Ông muốn được nhìn thấy tôi mặc nó một lần à? Đúng vậy. Tôi ước ao chỉ được một lần nhìn thấy, được chiêm ngưỡng bà mặc nó. Ông muốn được nhìn thấy tôi mặc áo lót này một lần sao? Ông đãi tú tù. Ông đổ tú tài. Thì ra nó là áo lót. Tôi lộn không hả ông? Liệu không. Có cái sự nhầm lẫn gì? Ông đúng là biết ai mà. Không mà. Liễu. Chờ tôi với Liễu. Liễu. Sao ông không nói là nhờ người khác mua giùm chứ? Tôi xin lỗi bà, tại vì tôi muốn có tạo cái sự bất ngờ cho bà. Thật ra lần mà ông làm event cho tôi đó, tôi không thích một chút nào hết. Thứ mà một người phụ nữ cần không phải là những món quà đắt giá hay là những bữa tiệc hoành tráng sang trọng. Nhiều khi ông chỉ cần tặng cho tôi những con hạt giấy cũng khiến cho tôi xúc động đến gấp trăm gấp ngàn lần đó. Hạt giấy? Đó chỉ là ví dụ thôi mà. Biết sao mà tự nhiên những cái bí mật của tôi mà bà biết hết trơn vậy? Hả? Ông lại có bất ngờ cho tôi nữa à? Thật ra mỗi lần mà nhớ đến Liễu á, tôi hay ngồi ở trong phòng xếp hạt giấy cho bà. Hả? Hạt giấy? Thiệt à? Chứ sao? Bởi vì mỗi con hạt á, nó là cái tình cảm của tôi dành cho bà, cho nên chúng nó có ký hiệu riêng của nó. Tài ơi là Tài, mày lại định chuốc khổ vào thân nữa đó hả? Vậy ra từ trước đến giờ ông gấp hạt cho tôi sao? Nói với bà là không phải đi. Phải. Tài ơi, lỡ bà nói mày gấp được bao nhiêu con thì sao? Ông gấp được bao nhiêu con rồi? Thấy chưa, nói không sai mà. Đừng nói láo nữa. 5.000 con. Tài ơi, mày điên rồi. Một con hạt giấy mà mày còn gấp không được thứ gì. 5.000 con. 5.000 con lận à? Ôi trời,
vậy mà tôi cứ tưởng là 1.000 con thôi chứ. Tôi dự định là gấp cho bà tới 10.000 con lận. Tài ơi là tài, giao trước mặt bà ấy, mày lại điên khùng như vậy. Lần trước lái xe đường tới suốt 4 tiếng, về nhà rồi rống như bò khàn cả tiếng, vẫn chưa chừa hả? Thôi, đừng gấp đến 10.000 con, ông sẽ mệt lắm đó. Vậy khi nào ông gấp xong? Chỉ cần bà vui thì thời gian không thành vấn đề. Chỉ cần tuần tới thôi, tôi sẽ gấp xong cho bà. Chờ tôi nghe. À, ký hiệu. Ông có nói đến ký hiệu. Ký hiệu gì vậy? À, bí mật. Đến lúc đó thì bà sẽ cảm thấy hết sức là surprise. Mày lại để cái miệng hại cái thân rồi. Sao mày nói mà không suy nghĩ gì hết vậy? Làm ơn ngậm ngay cái miệng mày lại đi. Cánh trời ơi trời, hạt cái kiểu gì mà gấp một con nửa tiếng đồng hồ. Chết chà, có ba vụ ký hiệu này mới ghê. Rồi, đơn giản thôi, trái tim tình yêu. Trời ơi, nổ chi mà bây giờ tự nhiên mang cái vả vào thân luôn. Cũng tại mày thôi. Một đêm mà được 14 con. Ba ơi, ba. Ba. Trời ơi, bây giờ mà ba còn ngủ nữa hả? Ba. Ba. Có chuyện gì vậy con? Ủa, ba không thay đồ đi làm hả? Con nghe ba nói là bữa nay ba có cuộc họp quan trọng ở công ty mà. Thôi khỏi họp, để chiều họp cho ba ngủ chút đi con. Thì ba ngủ xíu đi nha. Hả? Trời ơi, dày bận cho tôi đứt cân máu, tôi chết quá. Trời ơi. Ba bị sao vậy? Tại sao mình vô mày không gõ cửa? Con vô được chưa ba? Dạ, con gõ cửa rồi đó. Ba lại thế nha, ma lại con luôn á. Gì vậy ba? Mày vô đây chi? Con muốn đưa báo cho ba thôi mà. Thì để đi. Dạ. Ủa, ba đang làm gì vậy? Thôi trời, ba nhiều chuyện quá. Rễ quý, phần thưởng dành cho con. Chuyện này của ba, sao ba bắt con làm? Con không làm rồi ai làm? Hồi chiều hôm qua đó con kêu ba dậy sớm đi. Ba dậy đúng giờ đi thì đâu có xảy ra cái tình trạng vậy. Mình là đàn ông mà, mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm của nó. Thì biết là như vậy, nhưng mà một mình con sao gấp hết nguyên đống này nổi ba? Gấp thử rồi hãy nói nha. Mấy cái này ở ngoài người ta có làm sẵn người ta bán mà sao ba không mua? Ủa có hả? Dạ. Trời ơi, sao giờ con mới nói? Tại ba không hỏi con nên... Ý nhưng mà không được, không được. Ba có ký hiệu riêng của ba. Ba lỡ hứa với người ta là có ký hiệu riêng. Không mấy bây giờ ha, con vẽ một trái tim. À không, một trái tim ba lẻ loi lắm. Vậy hai trái tim mà nó lồng vô nhau ha, con làm đi. Trời ơi, một trái thôi là con muốn chết rồi. Bây giờ ba muốn hai trái tim làm sao mà con làm nổi ba? Lê Quý, đừng có càm ràm nữa. Nghe ba dặn, cái chuyện này tuyệt đối không được vô để cho vợ con nó phát hiện ra. Hiểu chưa? Nhưng mà chiều nay có cuộc họp mà ba. Thôi họp, khỏi họp đi.
Bởi vì con học con đâu có giải quyết được cái gì ha? Ở đây tập trung làm, chỉ làm ở đây thôi, nghe chưa? Nhớ đó. Ba, nhưng mà con sao làm nổi? Trời ơi, không sắp nữa, mệt quá. Ủa, con tính đi đâu à? Con xin tuyên bố bỏ cuộc. 3 tiếng con sắp được tới 6 con hạt. Ủa vậy là giỏi. 10.000 con sắp tới đời cháu con luôn hả ba? Không, không, ở đời cái gì khó mình làm được với hai con à. Con cứ ngồi con bình tĩnh, con gấp gấp thì nó sẽ thành công. Mấy tiếng đồng hồ con sắp mới có mấy con thôi. Hai con mắt của con bây giờ không còn cảm giác gì luôn, nó dày luôn rồi ba. Thôi con bỏ cuộc cho ba, con không làm ở đâu. Ngọc ơi, có thương ba không? Ba lỡ hứa cho cô Liễu là tuần sau ba sẽ tặng cho cổ cái số hạt này. Bây giờ con không gấp, lấy gì ba tặng? Nhưng mà 10.000 con lỡ ba thì gấp kịp nào mới xong ba? Thì chính miệng con nói là dục tốc bất đạt. Bây giờ muốn đạt, tại sao không kêu người ta đi người ta gấp phụ? Có đúng không? Kêu người tới gấp phụ nghe con. Chúc con thành công. Ba, ba, em không làm bài tập là chết cho cô đó, biết chưa? Alo, anh Khiêm hả? Tôi cần người xếp hạt giấy anh giới thiệu tôi nha. Tôi cần xếp 10.000 con hạt giấy. Mỗi con tôi trả 1.000. Ủa, sao cô chưa đi nữa? À, dạ, tôi chào anh em về. Để coi 10.000 con hạt giấy mà mỗi con 1.000 tính ra cũng nhiều lắm á. Để tôi tính thử nha. Dạ, 10 triệu anh. Hả? Dạ, em tổng cộng là 10 triệu. Anh, nếu mà em không có làm giáo viên dạy kèm á, em cũng sẽ trở thành một nghệ nhân gấp hạt giấy á. Hiện tại cô giáo đang ở trọ nhà cô Liễu, cho nên không có tiện làm ở đó. Dạ. Cô giáo cứ ngồi ở đây làm cho nó dễ nha. Dạ. Còn đây là phong bì, trong này có 10 triệu, cô giáo cầm để có động lực mà gấp hạt. Nhớ nha, mỗi con hạt phải có ký hiệu hết. Dạ, em cảm ơn anh. Có gì đâu, cô giáo làm đúng thời hạn giùm tôi là được rồi. Dạ, vậy nha. Anh yên tâm. Ừ. Dạ, anh yên tâm nha. Trời ơi, con cảm ơn ông trời. Gần nửa tiếng gấp được có 10 con à. Gần 10.000 con gấp sao nổi đi trời. Alo, anh Quốc hả? Trước tuần sau là em phải giao hàng rồi đó. Cho nên đó, mọi người cố gắng lên nha, không thôi là em bị phạt á. Thấy mệt quá à. Cầm cái con này thôi, thấy tay chân muốn ngủ rồi rồi nè. Biết chừng nào mới được 10.000 con. Cầm cái tờ giấy này lên, vuông vuông nè, gấp hình tam giác nè. Trời đất ơi, cái tay của tôi à. Mệt quá à. Anh nói thiệt luôn, anh càng gấp anh càng bị dính nữa mày. Kiểu này anh thấy nha, bây giờ mình gấp cho đến chết đi, xong rồi mình đầu thai là mình gấp tiếp, cô không đủ số lượng đâu. Đúng rồi đó My, đúng rồi đó, anh Quốc nói đúng rồi đó. Hay là bây giờ mình tìm thêm mấy chục người nữa đi, may ra mới gấp đủ 10.000 con mới kịp cái thời gian giao cái con hạt này. Alo, Julian hả? Tôi biết rồi nhưng mà chắc tối nay tụi tôi về trễ á, Julian ơi. Hay nhờ Julian giúp giùm My. Nhưng mà Julian làm ở nhà thì cô Liễu phát hiện ra rồi sao? Không sao đâu, anh Julian nghĩ sao, anh Julian gấp quá. Nhưng mà anh ném cô Liễu ra là được rồi. Đúng không, đừng có cho cô Liễu thấy. Alo, alo, anh Julian ơi, anh đang rảnh mà đúng không? Anh có muốn có công việc làm thêm không? Nhàn hạ lắm nhưng mà tiền hơi bị nhiều luôn á. Đúng rồi, Julian. I need a lot of this. Can you try to help me? And I will give you 1,000 each. Wow, 1,000? Yes. But it's gonna take us a long time. Yes, that's but right. Don't worry, I'll call my friends. They have free time to assist us. Okay. Hey, Nicole, how are you? Yeah, you. I'm good, thanks. Hey, can you help me? Sure, what do you need help with? Hey,
총리학 미개 접었어? 200마리 됐어요. 나도 접고 싶다. 돈은 벌며 쌀국수 먹으러 갑시다. Oh, thanks so so much. Yes. Nè mọi người, mọi người. Có một số sinh viên người Hàn với lại người Campuchia nữa. Sếp được gần 3.000 con rồi đó. Cái gì? Ừ. Hả? Rồi cậu nói là sẽ tìm thêm người để gấp nữa đó. Nhà mình xấu hả? Tôi nghĩ là tìm thêm nhiều người nữa mới được. Mà mọi người còn tìm thêm được ai nữa không? Ê, hay là mình nhờ cái cô chủ bán đồ gì đó. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhờ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhờ cổ đi, nhờ cổ đi. 1, 2, 3, Ủa cô làm gì vậy? Cô làm ngày Hàn Quốc giới thiệu việc làm cho cô đó. Con có làm không? Có, cho con làm với. Sao vậy anh? Chịu rút. Chịu rút hả? Chết chưa? Có sao không vậy? Chưa được. Em mệt quá, không có gấp nổi nữa đâu. Thôi mà, mọi người cố lên. Mình đã nhờ bạn của Julian sắp gấp 6.000 con rồi đó. Bây giờ phần còn lại mình phải gấp không là không kịp đâu. Đúng rồi đó, mọi người cố lên đi. Tiền công cũng nhận của người ta đủ hết trơn rồi. Bây giờ mà gấp không đủ, không biết phải làm sao luôn á. Thì để tôi gọi cho ba tôi coi thử xem sao. Chắc chắn ba tôi sẽ tìm thêm được người. Gọi liền đi, gọi liền đi. Thử coi. Trên cu mình bỏ quên.